học toán Fingermath cùng với cô Hiên. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã sang bài học số 16 rồi, với chủ đề luyện tập quy tắc 3. Đó, đây là một cái lộ trình rất là bài bản mà cô Hiên đang đồng hành với các bạn nhỏ trường mầm non cũng như là các học sinh mầm non tại trung tâm của mình. Mình nhắc lại quy tắc 3 là gì nào? Quy tắc 3 là anh 10 xòe ra, anh 9 thu vào. Và sắp tới thì chúng ta sẽ học quy tắc số 4, ngược lại của quy tắc 3 là anh 10 thu vào, anh 9 xòe ra các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành các ví dụ nào. 35 cộng 8 cộng 1. 35 này, 35 cộng 8, cộng 8 là cộng bên tay phải. Mình đếm bên tay phải cho cô nhé. 1, 2, 3, 4. Hết rồi đúng không? Chuyển qua tay trái nào. 5, tay trái đếm một lần thôi, sau đó chuyển về tay phải nào. 6, 7, 8. Sau đó mình cộng thêm 1, xòe 1 nữa, kết quả bằng 44. Tương tự chúng ta sẽ làm ví dụ 26 cộng 7 cộng 2. 26 này, 26 cộng 7. Cộng 7 mình đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cộng 2, tiếp tục mình cộng 2 mình đếm thêm này. 1, 2. Kết quả bằng bao nhiêu đây? 35 các bạn nhé. 35 là đáp án chính xác. Tương tự chúng ta sẽ làm hai ví dụ ở bảng số 3. 74 cộng 8 trừ 2. 74 này, thách thức đấy. Đó, nên tập trung vào cùng với cô Hiên nhé. 74 cộng 8 mình đếm này. 74 cộng 8 mình đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Hết rồi đúng không? Chuyển qua tay trái nào. 6. Đó, 10 xòe ra, 9 thu vào rồi. 6, 7, 8. Tiếp tục chúng ta trừ cho 2. Chúng ta trừ này, 1, 2. Kết quả bằng 80. 80 là đáp án gì? Chính xác các bạn nhé. Tương tự chúng ta làm ví dụ 57 cộng 4 cộng 5. Ví dụ thách thức đấy, nên tập trung học với cô Hiên nhé. 57 này cộng 4. 57 cộng 4 mình đếm nào. 1, 2, 3, 4. Cộng 5 nữa nào. Mình cộng với 5 nữa nào. 1, 2, 3. 3 rồi đúng không? 4, 5. Kết quả của mình bằng bao nhiêu đây? 66 các bạn nhé. 66 là đáp án chính xác. Đây là nội dung luyện tập nên các ví dụ nó sẽ thách thức hơn. Các bạn thấy không? Mặc dù là các bạn mầm non thôi nhưng ngày hôm nay cũng đã học nội dung liên quan đến cộng hai chữ số với một chữ số có nhớ rồi đấy. Bình thường nội dung này sẽ học ở nội dung lớp 2 các bạn nhé. Lớp 2 các bạn nhỏ mới học nội dung cộng trừ có nhớ như thế này. Nhưng mà với phương pháp Fingermath toán tư duy này thì các bạn nhỏ mặc dù là các bạn 5 tuổi, 6 tuổi nhưng vẫn có thể tính toán được các nội dung toán của chương trình lớp 2. Đó, và các bạn nhớ tiếp tục thực hành ví dụ còn lại nhé. Và bây giờ thì cô Hiên xin chào, đăng ký kênh YouTube cho cô Hiên nhé. Ấn vào biểu tượng chuông thông báo để cô Hiên ra video mới nhất, các bạn sẽ được học cùng với cô Hiên đầu tiên.